Để kết thúc chương trình hôm nay, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc hợp xướng You Rise Me Up do ban hợp xướng Suối Việt trình diễn. Ca khúc này được chọn như một lời khẳng định cho chúng ta khi bước vào năm học mới của Đại học Hoa Sen, cũng như khi bắt đầu thập niên thứ hai của tiếng dương cầm hát. Ngài sẽ nâng tôi lên. Và để tạo sự giao lưu sau phần trình bày của ban hợp xướng, khi chỉ huy quay về phía quý vị, thì xin mời quý vị sẽ cùng đứng lên để cùng với ban hợp xướng hát tiếp phần điệp khúc. Xin cảm ơn. Lẽ ra tiết mục này nó rất hấp dẫn, là tắt đèn hết và mỗi người một cái nến. Nhưng vì chúng tôi được cảnh báo vào giờ phút cuối, lý do an ninh, cho nên không được dùng đến, chứ đáng lẽ quý vị sẽ không thấy như thế này đâu, mà thấy nến, ánh nến, tưởng tượng. Thank you.
2009 tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh đến nay, Piano Sings Tiến Dương Cầm Hát đã có 7 chương trình được diễn ra tại các nhà hát lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh và tại Đà Lạt. Và chương trình lần thứ 8 cũng như đánh dấu 10 năm hôm nay, Hân Hạnh được tổ chức lần đầu tiên trong khuôn viên một trường đại học. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin cảm ơn ban giám hiệu Đại học Hoa Sen, khoa thiết kế, nghệ thuật đã hợp tác với chúng tôi để cùng tổ chức chương trình này. Hy vọng đây sẽ không dừng lại là một chương trình giải trí mà còn là âm nhạc hay làm nên người tốt như slogan của chúng tôi. Và để có kỷ niệm với chương trình thì xin mời tất cả các nghệ sĩ đang có ở ngoài sân khấu, và con xin mời ban giám hiệu Đại học Hoa Sen, mời đại diện của tập đoàn Nguyễn Hoàng, con xin mời cha Tiến Lộc và một số quý vị đang có trong đây chúng ta chụp hình lưu niệm với, xin mời lên sân khấu. Các bạn chúng ta sắp xếp ngang. Cảm ơn cha, cảm ơn các thầy.